Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 27 tháng 6 mà chúng tôi vừa cập nhật. Đề xuất 3 phương pháp định giá đất trong dự luật đất đai sửa đổi. Thường trực Chính phủ đánh giá cao Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động nghiên cứu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và đề xuất hướng sửa đổi về phương pháp định giá đất trong dự luật đất đai sửa đổi. Đồng thời, cơ bản đồng ý với Bộ về 3 phương pháp định giá đất gồm phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp thu nhập và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan phân tích kỹ lưỡng về sự khác nhau, hiệu quả của các phương pháp xác định giá đất, kết quả thực hiện các phương pháp xác định giá đất và đánh giá tác động của từng phương pháp. Tinh giản biên chế 79.178 cán bộ. Tin tức từ Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ tiếp tục kiểm tra kết quả thực hiện tinh giản biên chế. Tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023 là 79.178 người, trong đó ở Trung ương là 5.511 người, ở địa phương là 73.667 người. Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023 quy định về tinh giản biên chế. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 và đã bổ sung một số trường hợp phải tinh giản biên chế. Trong đó có cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế. Cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Theo quy định mới, có 2 trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế. Cụ thể gồm người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp tự nguyện tinh giản biên chế. Người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thanh tra gặp khó khi trị gian lận taxi ở sân bay. Tin tức từ Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã phát hiện và lập biên bản tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất 14 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt là 134,5 triệu đồng. Tước phù hiệu 2 tháng đối với 5 trường hợp, tạm giữ phương tiện 1 trường hợp. Đặc biệt, liên quan đến gian lận cước taxi có 2 trường hợp taxi dùng đồng hồ tính tiền cước không đúng quy định, 2 trường hợp taxi chở hành khách lắp đồng hồ tính tiền không đúng quy định, taxi chở khách nhưng không có đồng hồ. Tuy nhiên, mặc dù dư luận thường xuyên phản ảnh tình trạng xe taxi chèn ép hành khách, lấy quá giá cước quy định nhưng việc xử lý còn nhiều khó khăn. Vì đòi hỏi phải bắt quả tang hành vi vi phạm của lái xe hoặc có tin báo nhưng khi lực lượng kiểm tra đến nơi thì lái xe taxi đã bỏ đi nơi khác. Hơn nữa, tài xế của những loại xe này rất nhiều mánh khóe, có nhiều thủ đoạn lẩn trốn, đối phó trong khi thẩm quyền thanh tra có phần hạn chế nên chỉ kiểm tra, xử lý được đối với những xe có dấu hiệu vi phạm về quy tắc giao thông rồi mới kiểm tra thêm và xử lý nếu có vi phạm. Đối với các trường hợp cố tình gắn các thiết bị can thiệp vào đồng hồ tính cước, thanh tra cũng không có chuyên môn để xác định hành vi vi phạm. Chiều ngày 26 tháng 6, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho biết đã yêu cầu 2 hãng taxi vi phạm phải có phương án khắc phục các vi phạm trong 15 ngày. Tin tức COVID-19, 112 ca mới, gấp 3 lần so với hôm trước. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.189 ca COVID-19, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 117.431 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 26 tháng 6 13 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 10.639.986 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 3 ca. Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 25 tháng 6 có 0 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.467.081 liều. Tổng thống Ukraine, chúng tôi tiến quân ở tất cả mặt trận. Ngày 26 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã đạt được nhiều tiến bộ trong tất cả khu vực của tiền tuyến. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm, hôm nay, trên tất cả lĩnh vực, quân nhân của chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ. Đây là một ngày hạnh phúc.
Tôi hy vọng họ sẽ có thêm nhiều ngày như vậy. Trong ngày 26 tháng 6, ông Zelensky đã đến thăm hai khu vực tiền tuyến ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Tại đây, ông trao giải thưởng và chụp ảnh cùng các quân nhân. Bộ Ngoại giao Nga, phương Tây đã biến tình hình ở Ukraine thành khủng hoảng toàn cầu. Cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã có quy mô toàn cầu thông qua những nỗ lực của Mỹ, Anh cùng các vệ tinh của họ và đã bộc lộ ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Đây là quan điểm nêu trong cuộc họp của Bộ Ngoại giao Nga ngày 26 tháng 6 dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Bộ Ngoại giao Nga cho biết các nước phương Tây đảm nhận vai trò chính và nhà cung cấp vũ khí, thông tin tình báo và chỉ định mục tiêu tấn công có hệ thống cho Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự và dân thường ở Nga. Thông qua nỗ lực của Washington, London và các vệ tinh của họ, cuộc khủng hoảng đã trở thành vấn đề địa chính trị toàn cầu, thể hiện không chỉ ở châu Âu và Mỹ mà còn ở các khu vực khác, bao gồm Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latin, Bắc Cực. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh quan hệ quốc tế hiện nay đặc trưng bởi mức độ xung đột cao, trọng điểm là cuộc chiến hỗn hợp phương Tây gây ra nhằm chống Nga. Phương Tây đã chọn Ukraine làm bàn đạp và công cụ chống Nga, theo hãng tin Sputnik. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.